Lê Uyên, Phương, mối tình bất tử của cặp tình nhân kỳ lạ nhất nền nhạc Việt. Nhiều người từng gọi âm nhạc là bà mối mắt tay bởi chính âm nhạc đã xe duyên cho nhiều cặp nghệ sĩ nên vợ nên chồng. Và cũng nhờ mối duyên âm nhạc này mà nhiều cặp nghệ sĩ đã trở thành những biểu tượng bất hủ trong lòng công chúng. Cuộc đời của Lê Uyên, Phương cũng như vậy, là âm nhạc, là tình yêu, tuy hai mà một. Những bản tình ca sống mãi cho tới ngày nay chính là minh chứng cho cuộc tình vĩ đại, vượt qua mọi lằn ranh của sự sống, cái chết, vượt qua những bệnh tật, khổ đau nghiệt ngã trong cõi đời để trở thành bất tử. Buồn đến bao giờ? Lê Uyên Phương là nghệ danh của Lê Văn Lộc, sinh năm 1941 tại Đà Lạt, nhưng tên chính xác của ông là Lê Minh Lập. Do chiến tranh, giấy tờ thất lạc, phải làm lại khai sinh nhiều lần nên cái tên mới bị tam sao thất bản như thế. Năm 19 tuổi, Lê Uyên Phương thầm yêu một cô gái tên Uyên. Với mối tình đó, ông đã viết ca khúc đầu tay, Buồn đến bao giờ. Mẹ của Lê Uyên Phương là công tôn nữ Phương Nhi. Ông lấy chữ Phương trong tên của mẹ làm tên cho mình, cùng với chữ Uyên, tên người bạn gái đầu tiên, rồi ghép thành tên nghệ sĩ là Lê Uyên Phương. Sau này, Lê Uyên Phương tự bạch, ai cũng có những mối tình dang dở và ai cũng có ít nhất một lần bị thất tình. Lê Uyên Phương cũng không là ngoại lệ. Cái mối tình đầu tiên của tôi rất nhẹ nhàng và tôi đã viết bài hát Buồn đến bao giờ ở Playco, nơi tôi bắt đầu đi dạy học. Mối tình định mệnh. Lê Uyên sinh năm 1952 với tên thật là Lâm Phúc Anh, vốn là cành vàng lá ngọc của một gia đình thương gia người Hoa giàu có nức tiếng vùng Chợ Lớn Sài Gòn. Vì gia đình có điều kiện nên bà sớm được cho theo học tại trường Virgo Maria, Đà Lạt, một ngôi trường Tây học sang trọng dành cho con em của các gia đình quyền quý thời bấy giờ. Chính tại ngôi trường này, bà đã gặp rồi yêu ông thầy dạy triết và Việt văn lớn hơn mình 11 tuổi, chính là Lê Văn Lộc, tức Lê Uyên Phương sau này. Lê Uyên kể, lúc lên Đà Lạt học, bà ở cách nhà thầy giáo đúng một căn. Trước khi hai người gặp nhau, ông Lộc không có ý định lập gia đình vì có khối u ở ngón tay, ngón chân. Mọi người cho rằng ông bị ung thư xương, có thể ra đi bất cứ lúc nào mà ông không muốn để lại khổ đau cho người bạn đời khi mình chết sớm. Ám ảnh bệnh tật cùng tình yêu mãnh liệt biến Lê Uyên Phương trở thành một hàn mặc tử trong âm nhạc với nỗi niềm yêu đời và yêu người da diết. Tuy nhiên, duyên phận đã đưa đẩy cho họ gặp nhau khi một lần Lê Uyên học cùng bạn đến lữ quán thanh niên xem hòa nhạc và bà đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người nhạc công đang say sưa kéo violon đó, chính là người đàn ông có ánh mắt ám ảnh bà đã gặp trước đó. Buổi đó họ quen biết nhau và những ngày tháng yêu đương bắt đầu. Sóng gió và hạnh phúc. Gia đình biết chuyện đã tìm mọi cách cấm Lê Uyên đến với thầy giáo, nhưng bà đã tìm cách phản ứng lại bằng việc uống thuốc ngủ để tự tử, nhưng gia đình vẫn bắt bà về Sài Gòn khi đang học dở chương trình. Vì không chịu nổi sự nhớ nhung nên thầy giáo Lê Văn Lộc thường âm thầm xuống Sài Gòn để gặp người yêu. Đây chính là khoảng thời gian ông sáng tác ca khúc Khi loài thú xa nhau. Sau này, nhất quyết phải đến được với nhau nên Lê Uyên đã chọn cách có bầu trước để buộc gia đình bà phải đồng ý cho họ thành đôi. Những năm của thập niên 70, sau khi đã thành vợ chồng, cặp đôi này lấy nghệ danh Lê Uyên và Phương và trở thành một cặp song ca tình nhân nổi tiếng. Nhạc của họ thật sự sưởi ấm những đôi tình nhân với những ca khúc nồng nàn khắc khoải, đôi khi đượm triết lý yêu thương đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Lê Uyên Phương đã viết nhiều nhạc phẩm nổi tiếng đã đưa tên tuổi của ông lên cao. Có người từng miêu tả, những năm đầu thập niên 1970, người đời biết đến một cặp song ca với hình ảnh nàng là cô tiểu thư kiều kỳ với đôi mắt sắc sảo và giọng ca làm cho người nghe như đang nếm cái vị lâng lâng của thuốc phiện. Chàng là lãng tử cao gầy với mái tóc dài nghệ sĩ. Họ xuất hiện cùng nhau trong những chương trình văn nghệ ở các phân khoa Đại học Sài Gòn, đó là Lê Uyên và Phương. Đây cũng chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cặp đôi này. Nhiều bản tình ca nổi tiếng đã ra đời trong thời điểm này như Chiều Phi Trường, Không Nhìn Nhau Lần Cuối, Lời Gọi Chân Mây, Hãy Ngồi Xuống Đây, Vũng Lầy Của Chúng Ta, Còn Nắng Trên Đồi, Dạ Khúc Cho Tình Nhân. Và người hát những ca khúc này đầu tiên không ai khác chính là Lê Uyên và Phương. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Từ tiểu thư đại cát thành nữ du ca và danh ca. Lê Uyên chia sẻ, chồng bà sáng tác âm nhạc vì sở thích và tình yêu dành cho nhau. Vì thế, tất cả các tác phẩm âm nhạc ông sáng tác, bà thường cảm nhận rất nhanh.
Và chính những tác phẩm âm nhạc của ông đã làm thay đổi cuộc đời bà, biến bà từ một cô tiểu thư đài các thành một nữ du ca sống cuộc đời du mục. Những sáng tác sau này của Lê Uyên Phương cứ hễ chồng viết đến đâu thì vợ hát đến đó. Chúng tôi yêu, viết và hát hồn nhiên để phục vụ cho tình yêu, cho đời sống thường nhật mà không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi thành Lê Uyên và Phương sau này, bà chia sẻ. Có người từng nhận xét, nhạc của Lê Uyên Phương kể cả viết về tình yêu thì cũng mang hơi thở lành lạnh của Đà Lạt, có vị cay cay của khói thuốc, có cả sự va chạm trần trụi mang đầy giới tính bản năng của loài người. Vì thế, tình ca của Lê Uyên Phương không ủy mị, trừu tượng và càng không mang vẻ đẹp của thiên tình sử trong đêm trăng, cũng không cao sang trừu tượng như nhạc Phạm Duy. Ca từ trong nhạc của ông khi trần trụi, khi mềm mại, khi nóng bỏng. Còn Lê Uyên lại cho rằng, những bài hát của chồng bà được viết nên từ những câu chuyện, những tình yêu và những con người có thật. Cả cái cảm hứng mà ông tuôn trào trong bài hát của mình cũng rất thật, nó không hề mơ hồ hay ảo tưởng. Bà gọi tên cái cảm giác ấy là sự cộng hưởng của tình yêu đôi lứa và tình yêu âm nhạc, sự cộng hưởng của hai tâm hồn tri kỷ suốt một thời gian dài. Và nếu không có được sự cộng hưởng ấy, có lẽ sự nghiệp âm nhạc của bà đã không kéo dài được đến tận hôm nay. Có người hỏi Lê Uyên, bà nghĩ sao khi nhiều người nhận định phần lớn các sáng tác của Lê Uyên Phương là dành cho bà? Lê Uyên hạnh phúc trả lời, bà cảm thấy hãnh diện từ ngày xưa. Bởi cứ hễ nói về dòng nhạc của Lê Uyên Phương, người ta lại nhắc đến giọng hát của Lê Uyên. Sự không tách rời ngoài đời sống lẫn trong âm nhạc đã giúp người yêu nhạc có được những bản tình ca ngọt ngào, say đắm và nồng nàn. Thần chết lại nhường bước thần tình yêu. Năm 1979, hai vợ chồng Lê Uyên Phương rời khỏi Việt Nam và định cư tại Nam California, Hoa Kỳ. Như bao người, đôi tình nhân phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Thời gian này, Lê Uyên Phương vẫn da diết nỗi hoài vọng về một thiên đường đã qua. Tại đây, ông nhớ nhiều hơn về quê nhà, về những tháng ngày đắm say trên từng triền dốc Đà Lạt, hay những khoảnh khắc cả hai cùng luyện giọng trên căn gác xếp chật hẹp mà chan chứa tình yêu tại Chợ Lớn. Vượt qua những xáo trộn nơi xứ lạ, tình yêu lại lần nữa dẫn lối cho Lê Uyên Phương để cả hai cùng cất vang tiếng hát tại những tụ điểm ca nhạc, những sân khấu lớn nhỏ khắp xứ cửa hoa. Tình yêu của cả hai vượt lên mọi khó khăn của cuộc sống. Tai họa ập đến khi vào năm 1985, Lê Uyên gặp tai nạn, trúng đạn lạc từ một vụ thanh toán của hai băng xã hội đen. Bà mê man trên giường bệnh 19 ngày liền, khi ấy người duy nhất ở bên bà không ai khác ngoài Lê Uyên Phương. Lúc này, những câu hát cả hai từng ca, nhìn suốt kiếp như chết mòn, nhìn hấp hối, thương đau, ngày mai ta không còn thấy nhau, như lại vận vào mối tình si ấy, thách thức tất cả giữa làn danh sống chết. Sau khi hồi phục, Lê Uyên lui về ở ẩn, không xuất hiện trên sân khấu suốt 4 năm liền. Lúc này dư luận bắt đầu dâm gian cả hai dạn nứt. Với tính cách vốn trầm lặng khép kín, người con Đà Lạt không thanh minh với bất kỳ ai, chỉ lặng yên chăm sóc cho người phụ nữ của đời mình và hai cô con gái bé bỏng. Biết yêu nhau cả khi chết đi rồi. Nghiệt ngã thay, đến năm 1999, Lê Uyên Phương đã nằm xuống mãi mãi, bỏ lại tất cả sau lưng. Ông ra đi không phải vì chứng ung thư xương được dự báo từ rất lâu, mà vì ung thư phổi. Giây phút ấy, cô tiểu thư ngày nào cũng như mất đi toàn bộ lẽ sống, nghị lực sống. Bà đã từng nghĩ đến cái chết khi uống thuốc ngủ quá liều để đoàn tụ với ông ở thế giới bên kia, nhưng tất cả lại bất thành. Trong niềm đau choáng váng, Lê Uyên Phương vẫn không tin ông đã rời xa thế gian. Trong tâm tưởng bà, người chồng, người tình mà với bà chỉ cần yêu thôi, không cần ăn uống gì cũng chịu đựng được như vẫn còn đâu đây. Trước khi bỏ lại thế giới sau lưng, Lê Uyên Phương từng dặn dò bà, nếu anh có mệnh hệ nào thì em phải tiếp tục sống và hát để tình yêu chúng ta được lan tỏa khắp nơi, trong trái tim nhiều người để mọi người yêu nhau nhiều hơn. Những câu nói này đã giữ chân bà ở lại với trần thế. Với tâm thế sống để lan tỏa yêu thương, Lê Uyên mang theo cả tư tưởng, nhân sinh quan của Lê Uyên Phương để cất lên những tiếng ca da diết, dạt dào cảm xúc. Nhạc Lê Uyên Phương không thể tách rời Lê Uyên, bà phải sống, phải hát thêm lần nữa và giữ gìn thứ âm nhạc hiện sinh ấy cho nhiều người, cho nhiều thế hệ. Lê Uyên cũng là Lê Uyên Phương cũng là Uyên. Cả hai hòa quyện vào nhau, không thể chia lìa, không thể tách rời. Những gì người nhạc sĩ tài hoa ấy dâng hiến cho đời cũng đều vì tình yêu với Lê Uyên. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!